ba 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 ra ba 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 ô ba 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 ra ba ba ba. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm có đấy, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy mình dễ lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và thằng Pioa nó đéo phụ rừng luôn, Lý Xin nó chửi nát bét luôn. Sang lối ấy dạ, ngu rồi, sao ngu vậy? Sao tự nhiên ngu ngơ vậy? Đang suy nghĩ cái gì? Tôi suy nghĩ cái gì trong đầu trời? Chẳng cái gì mà chẳng si đa chứ? Suy nghĩ gì trong đầu mà để thua lúc luôn rồi? Đang ép nó mà. Lấy lại liền. Suy nghĩ trong đầu cái gì trong đầu để nó xỏ luôn rồi. Xuống boss tranh thủ farm tương sáu đã chút rồi, đánh luôn Lee Sin hết mana rồi. Tôi cầm Lee Sin. Thế tôi đánh Victor mà chỉ tao là cái gì? Thế ví dụ tôi cầm Victor mà chỉ tao tuôn. Lỗ nha con. Sọt con rít lên level 6 xỏ bạn lên. Đâu phải đơn giản. Đang đông rít sợ gì mày.
Đi gắn. Làm mít nữa kìa. Thì đang lạc trôi. Thì đang lạc trôi giữa dòng đời. Xong rồi cái anh. Biết xong rồi chạy đi ông. Chẳng quá trí mày. Chẳng quá trí vờ lờ chịu sao nổi. Mù mà thiệt chứ, thằng Ly nó mù mà còn chửi nó. Nãy thấy Fira cầm múa sướng quá, tôi phải cầm Fira tôi múa lại. Rồi xong. Oh, ôi mẹ cái thằng lồn bảy. Nhắm lên tóc không? Canh luôn nè. Ê ê ê, chủ bắn chết. Ê da, chủ xem bắn chết luôn. Đó ồ. Sổ bi ê ê ê ê. Đường xe nơi có nhân từ giả biệt ly. Chúng ta lạc trôi dưới đời. Ta lạc trôi giữa trời. Ơi ơi. Ya 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 xưa. Ya 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 xưa. Này thì ya xưa. Ây da. Không xỉa được nó một cái. Xỉa được nó một cái đó là nó chết rồi. Xỉa được cái hồi miếng máu rồi. Bên phần mình ta lạc trôi giữa đời. Ya xưa lạc trôi giữa trời. Chết ngay. Thì cái quỳ này là chết. Mày chạy đường nào?
chạy đi, chạy. Cái đường nào? Nó đá, nó lát dính cái quỳ vậy chứ. Nó lát dính cái quỳ. Nó xui rồi, lên là chết, không có nói nhiều. Đừng để tôi thấy mặt. Rồi lên liếm là được đúng mẹ. Giờ xuống tức nghỉ game rồi sao kìa. Còn 50 máu, có biến tập binh nữa đi. Nó còn Ever nó lại ở đây. Thấy Ever rồi. Rồi, Yasuo AFK rồi. Chế quá AFK rồi. Có bị chửi vậy. À, kìa. Biết được không? Đã qua nè, từ xuống để xuất đèn. Mình như nào? Đồng đam. Chết đâu. Lát rồi mà đòi sống này. Lát rồi mà đòi sống hả bự. Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay. Top kìa. Nhìn top đẹp được. Chạy ra mít ta xỏ nó chứ. Nghe xô yếu lắm rồi. Trời ơi, nghĩ sao rồi, đồ đồ nó vậy. Mẹ nó cũng xấu hai con nhiều. Bay vô xảy ra chủ đi. Rồi bay vô. Rồi có bay vô là xoáy rồi. Mắt không chịu.
Nằm chưa mua đồ luôn. Tay le lên gấp. Trời nào. Điện nào ta? Đi đường quần què vậy ta? Bà mở nó làm tao cứng đơ luôn. Sống gì nổi. Nó làm cho tôi cứng đơ luôn. Đơ người. Chơi gì? Tí lên đến đào thì ngân là chừng bà. Ui, rồng đam. Nó đứng trong bụi nó quay được. Rồng lửa, rồng lửa. Có sai nó cũng quay được. Mà nó ăn con rồng lửa.
Bây giờ sóc nhà có thằng bây giờ bả ngay thôi, chỉ cần sóc nhà thôi thằng to bốc hơi. chặn ngay đấy, cái dao rớt đúng kìa, chặn vơ lên nó không thấy gì nữa. Có lát lên lát xỏ nhẹ đó là thằng chạy một thằng ra ruộng, lát lên xỏ nhẹ cái là thằng ra ruộng.
rồi. Ten đi. Bé ta kêu liền chứ, chơi mà không cho bé là không vui. Ben tạc kiều. Cắt tạc kiều liền. Thấy người ta không muốn kêu ra nè, muốn nghe. Muốn nghe là phải đặt. Muốn nghe thôi. Mày nó không dám ganh tao lên, ganh tao tao.